Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay là tin bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì từ nay đến cuối năm 2021 còn khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông chưa xảy ra. Trong đó có khoảng từ 4 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Bà con cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trên khu vực Biển Đông trong thời gian tới. Tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc trong những tháng mùa mưa bão. Ngoài ra, người dân cần đề phòng gió mạnh trên biển do hoạt động của gió mùa Tây Nam ở khu vực Nam Biển Đông từ nay đến hết tháng 9. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2021 ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Mưa lớn có khả năng xảy ra dồn dập trong các tháng 10, tháng 11 năm 2021 ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Dự báo về thủy văn ở các tỉnh khu vực miền Bắc, đỉnh lũ trên các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức báo động 1 đến báo động 2. Riêng đỉnh lũ thượng lưu sông Lao, sông Hoàng Long ở mức báo động 2 và báo động 3. Mực nước hạ lưu sông Hồng dưới báo động 1 và sông Thái Bình sắp xỉ báo động 1. Các đợt lũ vừa và lũ lớn có khả năng tập trung trong các tháng 8 và tháng 9 năm 2021. Nguy cơ lở quét và sạt lở đất xuất hiện sớm tại các vùng núi khu vực Tây Bắc, Dị Bắc. Tình trạng ngập úng tại các đô thị và các thành phố lớn tiếp tục diễn ra do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ. Còn ở các khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên thì từ nay đến hết tháng 8 năm 2021, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 đợt lũ vừa và nhỏ. Đỉnh lũ trên các sông có khả năng ở mức báo động 1 đến báo động 2. Trên một số sông suối nhỏ có khả năng lên trên báo động 2. Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021, trên các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên xuất hiện các đợt lũ, đỉnh lũ. Tại hạ lưu các sông chính ở Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến ở mức báo động 1 đến báo động 2 và trên báo động 2. Các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận ở mức báo động 2 đến báo động 3, các sông trên báo động 3. Trên các sông suối nhỏ vùng thượng lưu, các sông có khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm, tình hình trong thực tế còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin này trong bản tin sắp tới. Tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, sáng sớm và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Từ đêm nay đến ngày 19 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng thời kỳ từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Từ đêm nay đến ngày 19 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng thời kỳ từ đêm ngày 13 đến ngày 16 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Từ đêm nay đến ngày 19 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng thời kỳ từ đêm ngày 13 đến ngày 16 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác.
cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, sáng sớm và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Từ đêm nay đến ngày 14 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 12 có nơi nắng nóng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 7 có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Xuống đến thời tiết, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Từ đêm nay đến ngày 19 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng thời kỳ từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sáng đến thời tiết, khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Từ đêm nay đến ngày 19 tháng 7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Từ đêm nay đến ngày 19 tháng 7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết biển. Vùng biển các vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.